Đúng là nó kịp ngồi đó, mới vừa bước qua cái nhánh này dính. Trời ơi trời, cá cũng quản cá luôn. Cái được. Cái được. Chào nhà, bữa nay anh em tiếp tục đi câu nữa cả nhà. Đi ép dịch. Bày nó ra lúc có ngoài luôn rồi phải bước ra cái nhánh bưởi. Nghỉ ăn Tết mấy ngày giờ thèm mà rồng nó mò luôn kìa. Chú con thiệt rồi, nó ra ở trong cái bưởi này không chịu vô. Kìa, nó lạng như cá lạng như kìa. Cá này táp giờ nó lạng nó lạng như vịt đó. Lạng ra nữa đáp chị. Ở ngoài kia cái tóp lạng ròn chẳng. Rồi con cá. Mùi dữ lắm rồi đó. Đồ gà kìa coi cái lạng kìa, coi lạng ngoài đó kìa. Trời ơi hết hồn. Nước trong thấy dưới nó trần lên nó hả hồng. Trời ơi trời, con cá dưới nó hả hồng lên quá. Giật mình. Gung luôn rồi. Lạnh gung rồi, nó sợ gung cái đó. Hả táp trúng ức vịt đau găng đó đoạn họ vơi nổi. Mua nó trúng ức vịt. Không chờ tháng 5 táp cá, tháng 10 táp cá nha. Cặp cá này táp cũng sung bằng cặp cá gốc bờ đẳng hả đoạn. Gà để xuống bùm liền. Ngồi luôn mày. Đi sửa máy thêm bia trời. Ẩn nặng nữa kìa. Cái chỗ cái bè chuối đỏ đỏ. Ốc cọc của Ẩn dẫn bài đi không à. Đúng là nó kịp ngồi đó, mới vừa bước qua cái nhánh này dính. Trời ơi trời, cá cũng quản cá luôn. Cái được. Khủng quản cá. Được thành quả cả nhà, táp hai cái kịp ngồi cái à. Kịp một phát một đưa lên. Đoàn con từ nãy giờ cũng không táp nữa, còn nó không táp nữa. Giờ mình kết thúc clip đây luôn cả nhà. Cả nhà xem nhớ đăng ký cho anh em mình có động lực làm video tiếp theo cả nhà.